Vâng, chào tất cả các bác nhé. Trước mắt các bác là một con âm ly dòng G, nó là G5000, công suất là 210W, chạy 4 nguồn điện, sexy 7 màu nha, chạy sổ sách nha các bác. Con này về với tình trạng là rất là mới nha các bác. Và những dòng G thì các bác biết rồi, nó đánh được rất là nhiều loa, không kén loa, và có thiết kế rất là sang trọng và quý phái, rất là đẹp. Nhưng mà đâu đó trong đó nó vẫn cổ điển nha các bác. FM thì full luôn nha, 180.8 cho các bác. Đây là những ghe chiến áp này, dòng G là đặc trưng, dòng G là những chiến áp nó rất là đẹp và to bự, rất là gấu nha. Em này chạy hai cầu loa A B A cộng B, các bác thấy cái nấm nút đồ đẹp của nó nha. Con này đẹp keng spe nha các bác. Giá là 16 triệu nha các bác. Dòng G thì hiện tại rất là hiếm nha các bác. Giờ bên Mỹ họ bán rất là đắt, cũng khó mua. Như những con G6000, G5000, G6000 thì nên nó phải là trên 20 triệu rồi, mà không có hàng để về luôn nha các bác. G7000 nữa, 7000 này nó chạm mốc gần 30. Hay là con G5000, im của 6000 và cũng là im của 7000 luôn. Xuất sắc nha các bác. Tất cả hoạt động hoàn hảo. Đây là bộ cũ của em nó. Em lấy ra luôn nha. Tất cả là zin đét đấy nha. Bác còn lấy thì alo cho em. Đây, sexy là 7 màu, rất là mới nha. Đây, phía sau của em nó này. Chạy hai cầu loa hay là tản nhiệt. Hai cầu loa A B A cộng B. Đây, sexy 7 màu, rất cực kỳ là đẹp và cực kỳ là mới nha. Mới xuất sắc nha các bác. Đây. Sexy là 7 màu nha. Tăng phô hai tổ nguồn là phần rề. Đây. Rất là mới. Những sexy 7 màu thì sẽ xài rất là lâu cũ nha các bác. Có thấy độ mới sản phẩm nha. Cực kỳ là keng luôn. Đây là cái phần chuyển điện của sản phẩm này. Hiện tại em đang để điện 100V, các bác có thể xài điện 220. Dòng G thì các bác xài là càng ngày nó càng lên giá nha các bác. Và tất cả những dòng receiver của Samsung cũng vậy. Giá nó lên liên tục nha các bác. Tại vì hàng không có mà nguồn mua thì rất là nhiều. Đấu giá càng ngày là càng lên cao. Các bác thì thấy rồi, những con G8000 thì năm trước nó dưới 40 và năm nay nó gần chạm mốc 50 triệu rồi. Tại vì đấu giá bên Mỹ nó cũng rất là cao. Hàng thì không còn sản xuất nữa. Thì nguồn mua đang cần thì rất nhiều nhưng mà nguồn cung thì ít á. Thôi, em giới thiệu cho các bác thì các bác nào lấy thì alo cho em qua số điện thoại bên trên màn hình. Thì về một con duy nhất G5000 thôi nha. Sexy rất là mới nha các bác. Đấy. Tất cả là zin đét hết, chạy bộ sò sách nha các bác. Dòng này chạy sò sách rất là dễ ghép loa và tiếng nghe nhạc vàng tuyệt vời.